Chào tất cả anh chị các bạn. Anh chị các bạn đang xem dòng koi Red Ear. Là một số dòng koi đỏ mà hai cái tơ bơi nó lên màu đỏ luôn các bạn. Anh chị các bạn thích một số dòng koi Red Ear thì nhớ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình sẽ gửi cái bảng báo giá như tất cả các dòng cá bể màu, rồng xanh, rồng đỏ, full gold, full red, Dumbo mua sắc, Dumbo rất tai, hoặc là một số dòng không Lutubat hoặc là Tiger, tất cả các dòng cá bể màu luôn các bạn. Ở bên trại thì gửi cái danh sách giá qua, anh chị các bạn thích dòng nào thì cứ nhắn tin trực tiếp trở lại. Có nhận ship tất cả tỉnh thành luôn. Ở bên trại thì có bán thêm Atemi, bộ áp Atemi, hoặc là một số thức ăn như cám thái, thuốc trị bệnh cho cá bể màu, hoặc là tất cả các dòng cá kiển. Anh chị các bạn cần hàng thức ăn đông lạnh như là trùng quyết, trùng chỉ, bo bo, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giùm mình. Ở bên trại hàng tuần thì đều up lên cá beta, cá la hán, cá chép, cá binh bông, cá rồng. Anh chị các bạn thích những dòng cá kiển nào thì có thể vào trang trại cá kiển Diamond, nhấp vô chữ video các bạn, hoặc là trên fanpage, trên Facebook. Anh chị các bạn vào fanpage gõ là trại cá kiển Diamond, hoặc là có một số ý kiến thắc mắc cần liên hệ thì về cách mua cá, cách chăm sóc cá, cách ép cá thì có thể liên hệ qua Zalo số điện thoại này các bạn. Số điện thoại mình để dưới phần mô tả, anh chị các bạn vào xem. Còn dòng anh chị các bạn đang xem là dòng 7 màu koi Red Ear. Thường những dòng koi Red Ear này là nhập bên Trung Quốc, ở Việt Nam hiện tại chưa có số lượng nhiều, nên đa phần là hàng nhập nha các bạn. Koi đỏ rất là đẹp, bên trại thì có bán luôn tất cả các dòng cá 7 màu. Anh chị các bạn cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giùm mình là mình sẽ gửi tất cả các giá qua luôn để anh chị các bạn tham khảo. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.